hổng dừng cô về để cô làm ông tơ bà nguyệt để điếu kéo là hai cháu trẻ đó. Bất ngờ. Em không anh ơi, tại vì gia đình em thì chắc cũng biết cái tính em rồi. Như vậy là em có người thân bên Nhật Bản. Dạ. Sao nói đi. Nhưng mà trên đời bị ngộ anh á, tìm một người yêu mình đặt lòng nó hơi khó vậy. Có thể là cái người mà có một cái mảnh ghép nó phù hợp với mình đó, họ chưa xuất hiện thôi. Đúng rồi. Mà cái tiêu chí em trong cái tình yêu nó như thế nào, nó có phải cao lắm không hay sao? Dạ không, bình thường à. Nói chung là chỉ quan điểm là chỉ biết kính trên nhường dưới, hoặc là gặp người lớn để hai bên đây chào hỏi rồi nói chung là. Bác sĩ về dòng điện như vậy nó có thể ảnh hưởng đến sinh lý không đó? Thì tôi có tham gia hoạt động nên là sinh dục nam, và người đồng chí của tôi thì đưa vào sinh dục của nữ. Sau khi mà giải phóng xong rồi thì tôi thì thường hay mới mắc cái bệnh là bình thường thôi, nó cũng ra. Trong cái đạo Việt Nam này ai cũng được hết. Tức là tất cả mọi người ở mọi miền của Tổ quốc đúng không? Dạ. Ủa chứ trước đó là em quyết định như thế nào, bây giờ em thay đổi quyết định? Em quyết định là không có quay thành lễ. À, vì cái chuyện đó. Nhưng mà đa số là những người gia đại là tài xế hết. Đúng rồi đó em. Em có một quyết định sáng suốt đó. Dạ vâng. Rồi sao nữa nè? Nói chung là em cũng đang cảm giác cũng hơi buồn, cho nên chỉ vậy thôi à. Rồi em đang buồn mà anh thấy em có một cái tức là trò chuyện với anh cảm nhận em cũng rạng rỡ vui tươi, thì cũng biết là em sẽ là người của mình á, đôi lúc mình phải kiềm chế lại vì sợ là lộ nhất á. Dạ, vâng. Thì hoạt động trong nội tuyến mà. Vâng. Nhưng mà đến bây giờ thì cả như tôi chẳng có cái gì hết á. Sống nhờ đồng bào, chết nhờ đồng bào thôi. Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là chia sẻ về cái hoàn cảnh của bác bây giờ ạ. Bây giờ thì bác sĩ Hưng có thể là giải thích cho bác một chút về những cái tác động của cái dòng điện tới cái sức khỏe cũng như là cái đời sống tình dục của bác. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Vâng, xin